Chào các bạn, mình là Đoàn áp Zoom. Trên tay mình đang là một chiếc con Oppo Fake. Nó số hiệu bên ngoài bên khi tháo pin ra thì nó ghi là Oppo V37, model V37. Con này thì ngoại hình thì nó fake của con Huawei Mate 8. Nhưng mà tên thì lại fake, thương hiệu thì fake của Oppo. Chạy Android 4.4.2. Mình đã rip cái room của nó ra, nên bác nào có cần room của nó thì xem ở link bên dưới nhé. Đây, đằng sau thì nó ghi là model V37. Khách mang đến phá mật khẩu, và sau khi phá xong thì mình zip lại cái zoom gốc của nó luôn. Xin chào các bạn.